Nhớ SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cổ EK. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá một phiên bản mới của Doraemon nha các bạn. Đây là phiên bản mới được xuất bản ở bên Nhật các bạn. Đây, một phiên bản được làm lại nha. Thì Doraemon tập 1 phiên bản này giống như phong cách tại Việt Nam thì gọi là phiên bản giới hạn đó các bạn. Đây giá tiền là 900 yên nữa các bạn. Tính luôn hết là 990 yên nha các bạn. Khá là chát nha. Giá về Việt Nam là khoảng 220-230 một cuốn nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khui siêu và khám phá trong phiên bản limited này. Chúng ta sẽ có những gì bên trong nha các bạn. Và có quà tặng kèm nha. Bây giờ đây quà tặng kèm các bạn. Đây một cái bộ hình tổng hợp những thông tin, những hình ảnh và những Doraemon các bạn xuất bản tại những nước các bạn. Đây một số hình ảnh nè, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây là những hình ảnh tiếp theo về những trang giấy đầu tiên Doraemon tập 1 nè các bạn. Đây năm 1976 nè, năm 1980, tiếp theo là năm 1984 những bộ được sáng tác tiếp theo nha các bạn. Đây tới năm 2003 nè. Rồi chúng ta sẽ có Doraemon lúc các bạn. Rồi Doraemon 1.0 được xuất bản năm 2020. Và đây là phiên bản tiếng Việt các bạn. Rất là xịn sò nha. Chúng ta sẽ có một gọi là một cái mẫu chuyện nhỏ về một số bảo bối của Doraemon các bạn. Còn đây là chuyện màu nè, được tô màu lên nha các bạn. Đây bìa cũng rất là đẹp luôn. Chân lên thì quá tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng ta cùng khám phá phiên bản chính của chúng ta, phiên bản limited. Thì đối với phiên bản limited này chúng ta được một bìa rơi bên ngoài rồi theo kiểu Metalite giống ở Việt Nam nha các bạn. Đây Metalite khá là ống ánh nha, rất là đẹp luôn. Doraemon tập 1 phiên bản mới nha các bạn. Đây một trong những bộ truyện đáng chạy nhất thế giới luôn các bạn. Một trong những bộ truyện mà gọi là trở nên huyền thoại luôn. Kèm đó ta được tặng kèm thêm một cái bìa khác. Bìa này được gắn bóng nha, cũng là Doraemon đây luôn mà không được cái Metalite nha. Chúng ta chỉ có một cái bìa được gắn bóng bình thường thôi. Chúng ta tóm lại chúng ta sẽ có hai bìa và màu sắc có vẻ nó cũng hơi khác nhau xíu để chúng ta trưng bìa lên nhìn đẹp hơn nha. Còn đây là bìa keo bên trong. Bên trong được in trên giấy C, chúng ta sẽ có một số trang màu bên trong đây. Đây là bìa keo khá đẹp bằng kiểu keo màu nha. Giấy C cầm rất là chắc tay. Gọi là giấy C thì cũng không hẳn là đúng các bạn, mà gọi là giấy BB80 cũng khoảng đúng. Mình cảm giác là giấy khá là dày. Cái này cỡ định lượng chắc khoảng 100-120 cho lên đấy các bạn, chứ không hẳn là giấy C nha. Tại vì giấy C nó bóng hơn, còn giấy này nó không bóng nha. Đây là thì trong những câu chuyện hôm nay giống như Doraemon tập 1 bình thường các bạn, nhưng mà được làm lại với phiên bản mới thôi. Đây mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua một số khung chuyện của Doraemon phiên bản limited được làm lại nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào, hẹn gặp nhau lần sau.